Có thể nói kem chống nắng là sản phẩm quan trọng nhất trong các sản phẩm dưỡng da. Và kem chống nắng La Roche Posay là dòng sản phẩm được các chị em tin dùng nhiều nhất, không chỉ bởi khả năng chống nắng hiệu quả mà còn vì sự đa dạng phù hợp với từng loại da, hầu như đi shop mỹ phẩm nào cũng thấy có mặt em ấy. Thế nhưng, không biết nên mua kem chống nắng La Roche Posay 250ml hay 15ml để phù hợp nhất thì hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp giải đáp thắc mắc cho chị em nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay 15ml được biết đến như một sản phẩm chống nắng lý tưởng dành cho da dầu mụn, đặc biệt là vào mùa hè nóng bức. Không những thế, em này còn có chỉ số chống nắng cao SPF50+ và PA4+, giúp bảo vệ da tối ưu dưới ánh nắng, tác nhân gây lão hóa và ung thư da. Ngoài ra, với kết cấu dạng kem gel với công nghệ Dry Touch thẩm thấu tức thì vào da, mang đến cảm giác khô thoáng nhanh chóng, không đọng vệt trắng và dưỡng ẩm da, làm dịu và mát da hiệu quả. Còn với kem chống nắng La Roche-Posay 250ml thì dùng được cho toàn thân và da mặt. Đồng thời Em này có chất kem mất mịn không nhờn dính, dễ dàng hấp thụ ngay sau khi thoa, để lại bề mặt da không nhờn dính và bóng dầu. Ngoài ra, bảng thành phần không chứa hương liệu, không paraben và cồn nên bạn yên tâm, sản phẩm này an toàn lành tính cho da nhé. Bên trên là phân biệt công dụng và dung tích của kem chống nắng La Roche Posay để bạn có thể lựa chọn phù hợp nhất. Còn nếu chưa từng sử dụng các loại kem chống nắng của hãng La Roche Posay bao giờ thì mua mini size để trải nghiệm là một biện pháp tốt nhất đúng không ạ? Vừa thử sản phẩm, vừa xem xét loại nào phù hợp với da mình, sau đó mua full size để dùng lâu dài. Tránh trường hợp lỡ mua full size mà dùng không hợp thì lại bỏ phí nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều, bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.